Đối với một sản phẩm cao cấp thì nó phải chất lượng và chi tiết, tỉ mỉ và tinh tế từng tất cả mọi chi tiết, từ mặt trong đến mặt ngoài, đến hộp đựng, đến những bao bì đựng, nó cũng phải là cao cấp, nó phải đẳng cấp. Hoàn thiện thẩm mỹ tinh tế, từng chi tiết một, độ hoàn thiện hầu như là tuyệt đối luôn. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay một chủ đề clip mà Kỳ Lân rất thú vị và rất là tự hào về dịch vụ cũng như sản phẩm của mình, gọi là phấn khởi khi thực hiện clip này để giới thiệu với tất cả các khách hàng. Đây là một cái dịch vụ sản phẩm của Kỳ Lân. Kỳ Lân chế tác mặt dây thắt lưng cho quý khách hàng theo yêu cầu với hai chất liệu này. Sản phẩm này có hai chất liệu, một là bạc nguyên khối, hai là vàng nguyên khối. Và sản phẩm này hoàn thiện dựa trên yêu cầu cũng như ý tưởng của khách hàng. Và trước khi đi thật là chi tiết, Kỳ Lân sẽ quay trở lại với những cái đề tài yêu cầu của quý khách hàng. Đây là hai cái sản phẩm hàng bình thường được khách hàng đưa cho Kỳ Lân làm mẫu. Mẫu này khách hàng rất là thích, bởi vì khách hàng nói là thích có một cái bật ra bật vô như vậy nè, nó hay hay. Nhưng mà chỗ này nó là cái không thích, muốn nó phải là ngôi sao như là cái dây này, như là cái mặt dây này phải có ngôi sao nổi lên như vậy này mới chịu. Thì từ cái dây là hàng phổ thông, từ cái mặt cũng là phổ thông, với chất liệu thì bình thường thôi, thép mạ, và độ hoàn thiện thì không có cao bởi vì đây là một sản phẩm phổ thông. Tương tự sản phẩm này là một sản phẩm rất bình thường, từ những cái chi tiết này làm mặt ngoài thì nhìn có hình dáng có vẻ là ra nét đó, nhưng bên trong nhìn rất là chưa có độ hoàn thiện về thẩm mỹ cũng như là độ hoàn thiện về chất lượng sản phẩm. Và kết hợp giữa hai mẫu này để ra được một mẫu có hình ngôi sao ở đây, nhưng làm theo kiểu này, nhưng mà cái mặt đây phải là cái ngôi sao của cái này, và kích thước phải bằng cái này. Kích thước này nhỏ nha, đây là kích thước của cái mặt dây mà kiểu kia khách hàng thích là 37, và muốn làm kiểu này nhưng mà size bằng cái mặt này là 39, và đưa cái ngôi sao này qua bên này đó. Camera đưa thật kỹ chi tiết vô nha để quý khách xem. Quý khách thông cảm, bởi vì đây là hàng mẫu của khách hàng đưa, và đây là sản phẩm phổ thông, và này là cái hàng new và chưa sử dụng mà đưa có bịch ni lông như vậy luôn, nên là Kỳ Lân xin phép là không có tháo ra, bởi vì sản phẩm này không phải của Kỳ Lân. Và cái này là một cái mặt mà khách hàng đã dùng rất là cũ rồi, ngoài nó cũ hết rồi, trầy trụa rồi, mà bên trong thì đúc chưa có độ hoàn thiện cao. Rồi sau khi đó mình nhìn hai cái sản phẩm đó rồi, mình qua đến sản phẩm của Kỳ Lân. Vì sao Kỳ Lân hứng khởi, vì sao Kỳ Lân hứng thú, vì sao Kỳ Lân vô cùng tự hào về sản phẩm cũng như chất lượng dịch vụ sản phẩm của Kỳ Lân. Camera đi, chi tiết em phải cầm lên thật chi tiết để camera soi từng góc cạnh. Bây giờ mình cho con mặt trong trước đi, bởi vì sản phẩm mình nó chất lượng là nó phải cao cấp, nó đẹp từ mặt trong luôn, mặt trong đẹp như mặt ngoài. Đây, đối với một sản phẩm cao cấp thì nó phải chất lượng và chi tiết, tỉ mỉ và tinh tế từng tất cả mọi chi tiết, từ mặt trong đến mặt ngoài, đến hộp đựng, đến những bao bì đựng, nó cũng phải là cao cấp, nó phải đẳng cấp, chứ không thể nào một sản phẩm phổ thông như vậy cao cấp mà những bao bì như vậy là cũng không thể nào đánh giá được sản phẩm cao cấp. Mình đã là sản phẩm cao cấp đẳng cấp thì nó phải hoàn hảo, hoàn mỹ, hoàn thiện tất cả mọi chi tiết, không phải là sản phẩm sử dụng mà từng cái hộp phụ kiện luôn. Hoàn thiện thẩm mỹ tinh tế, từng chi tiết một, độ hoàn thiện hầu như là tuyệt đối luôn. Bên trong nè, tức là bên ngoài đẹp sao thì bên trong nó đẹp tương đương như vậy. Đó là sản phẩm cao cấp. Và lúc đầu khách hàng yêu cầu là làm một cái mặt bằng vàng hết cho khách hàng, hoàn toàn bằng vàng. Nhưng để làm được một cái mặt như này, kiểu dáng này,
và chất lượng mà khách hàng yêu cầu làm hơn một cây vàng thì chị Lan tư vấn luôn vẫn có thể làm được, nhưng mà nó sẽ mỏng manh và dễ bị biến dạng. Và chị Lan tư vấn rằng là tại vì tiêu chí sản phẩm chị Lan Luxury, và để đảm bảo được tiêu chí đó thì chị Lan sẽ tâm sự với anh là đối với cái mặt này, thiết kế này, kiểu này thì bạn ấy làm tầm cỡ 3 cây vàng trở lên thì sản phẩm nó mới chất lượng, nó mới đúng theo tiêu chí được, nó mới chất lượng về độ bền cũng như là độ đẹp. Thì khách hàng bảo là thôi anh muốn làm tầm cỡ hơn một cây thôi, nói chung là tầm một cây hơn cây. Thì chính vì yêu cầu vậy và Kỳ Lân cũng luôn luôn làm hài lòng khách hàng, và tùy vào nhu cầu tài chính của khách muốn đầu tư bao nhiêu, và Kỳ Lân mới tư vấn rằng là nếu như vậy thì Kỳ Lân sẽ tách biệt ra là một phần bạc khối và một phần vàng khối. Thì nguyên cái phần cụm này, nguyên phần cụm này là bằng bạc khối đúc và xi bằng trắng bên ngoài, bên trong thì Kỳ Lân bắn cát nó đẹp lắm để nó có độ bền. Và nguyên một miếng vàng khối rất là dày, vàng y đúc ra Rogol AU750, nguyên một cụm vàng y đúc ra đó. Rất là đẹp, hoàn hảo. Và bây giờ xay lại giùm anh, xay lại đó. Đối với mặt phía trước thì cái khung chữ nhật bên trong là Kỳ Lân cũng làm theo như đề tài mà khách hàng đưa ra thì là nhám, nên Kỳ Lân cũng thổi bắn cát nhám mặt này. Và theo đúng đề tài yêu cầu khách hàng thì này là vòng tròn này là bóng, thì Kỳ Lân là xi bằng trắng. Và cái viền này cũng là bóng nên Kỳ Lân cũng xi cái viền này là vàng trắng. Và nguyên cụm này là vàng hồng Rogol AU750. Còn đây là một sản phẩm bình thường, mạ thôi. Mạ nên là mạ bên trong này một thời gian nó sẽ bay này. Nó bay cái vàng ra, bay cái màu vàng ra. Còn sản phẩm của Kỳ Lân là vàng nguyên khối đây, AU750. AU750 logo của Kỳ Lân Luxury, chứng nhận vàng AU750. Và đây nguyên cục vàng rất là nặng. Và rất nhiều những mẫu mặt dây thắt lưng khác mà Kỳ Lân đã chế tác ra đời sản phẩm và có mặt tại trên website của Kỳ Lân Luxury.com. Và những video này được up lên trên kênh YouTube của Kỳ Lân Luxury cũng như trên trang fanpage của Kỳ Lân Luxury cũng như kênh TikTok của Kỳ Lân Luxury. Và quý khách hãy subscribe đăng ký kênh YouTube này để mà cập nhật theo dõi nhiều video hấp dẫn mới về những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao trong thời gian sắp tới. Đây là một cái sản phẩm làm theo đơn đặt hàng theo yêu cầu của khách hàng. Sau khi khách hàng đến với Kỳ Lân để xem chất lượng của sản phẩm xong sẽ chuyển qua chọn mẫu da để thực hiện dây. Và hiện tại khách hàng chưa chọn xong nên Kỳ Lân chưa có dây hoàn thiện theo đúng của khách hàng, nên Kỳ Lân không gắn vào trực tiếp được, mà Kỳ Lân chỉ rá vào bởi vì dây này là dây mẫu dây sản phẩm dành cho mặt khác của Kỳ Lân, nếu dùng qua mặt này là sẽ hư dây, cho nên là Kỳ Lân xin phép không gắn trực tiếp mà chỉ rá thôi ha. Sơ sơ là đã thấy được độ đẹp hoàn thiện quá hoàn hảo của sản phẩm này rồi. Và cái chốt cũng rất là chất lượng. Đối với mặt này vẫn dùng hai mặt được. Ví dụ như Kỳ Lân dùng cái này là màu xanh, và sau khi Kỳ Lân bấm lại thì những cái trong này nó sẽ máu vào và giữ chặt cái dây, không bao giờ rớt ra, không bao giờ tuột luôn. Thậm chí chúng ta có thể xuyên lủng cái lỗ qua. Theo ở trên này có 6 cái trong nhọn, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cái lỗ nhọn này, mình có thể làm 6 cái lỗ nhọn trên dây nó xuyên qua luôn được. Và mình có thể lật qua lật lại hai mặt được luôn, bình thường nha, do có khách muốn hay không thôi. Vâng, và như vậy video clip đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lân trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để ủng hộ, để xem clip Kỳ Lân. Kỳ Lân chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury nhé. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.